Hello các bạn. Rồi đưa cái giày lại gần đây. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Rồi bữa nay là hết cách ly ra đường chạy bộ tập thể dục rồi nha. Phải khởi động kỹ nha. Xoay cổ chân. Xoay cổ chân thật là kỹ. Rồi bây giờ sẽ chạy 1 km tới chỗ quán ăn sáng, trong điều kiện là cái giày của mình sau rất nhiều buổi tập nó đã nát như thế này rồi nè các bạn. Rồi được rồi. Phải không? Rồi. Rồi đi. Đi thôi.